điểm nào trên cơ thể chị Gon, hoặc là gọi điện cho người yêu cũ chị Gon. Anh thích nhất là cái môi của bà. Môi như cái bánh bò, mọi người thấy không? Bà bánh tết là cái loại xịn mà, tốt không? Là khen chưa? Là khen. Đó là khen. Khen. Là điểm mạnh. Ok mà, ok, ngon là ngon. Tốt quá hả? Đẹp. Good. Ok. Thanh nha. Có bị ai bao giờ chưa mặc ít đất 5 cái? Để nhớ à? Ai cho anh nhớ? Giờ hết đất. Anh ơi, năm chứ mấy năm chục. Anh ơi. Anh đi ơi. Năm, không phải năm chục. Wow. Cái mũi chậu sẵn. Em hiểu lý do tại sao mọi người nói Vũ mặt. Cái tật của anh Vũ là cái miệng không ngưng được, hiểu không? Tức là cái miệng vừa ngưng ăn món này là phải có một cái món khác lóc cái miệng liền. Đó vậy á. Không hề là một dĩa. Ở dưới tới 5 dĩa. 5 dĩa y vậy mà nó nhiều lên. Một tháng lương tổng cộng bao nhiêu hoặc cắt tóc 5cm? Cái câu này mà bà hỏi tôi cách đây một tuần rồi tôi cắt cho bà tôi mới cắt tóc không có biết. Điều mà anh Vũ cảm động khi chị Gon làm cho anh nè là vừa rồi anh mới vừa bị bệnh thì anh nói là anh bị hơi nặng một xíu. Anh có nói trước là Gon không được nói với gia đình, anh không thích mọi người xung quanh phải lo cho anh. Mới vừa nói bị bệnh xong cái bà chạy vào hôm qua bà mét ba thì nhìn nít vậy trời. Ba anh Vũ bị bệnh cỡ. Xong cái anh tắt mấy cái gạch cái rồi anh tắt nguồn luôn, tại điện hoài mà cứ lì lắm, cực kỳ lì luôn. Cái gì nói lẩm bẩm gì ạ? À? Anh vô chiến quyết định. Đã cái giờ kệ bà nói là giờ anh nghe máy đi, anh không nghe máy là em vô tới nhà anh đó. Lúc đó khoảng tầm 10-11 giờ rồi em đi trước nhà nè, anh ra trước đi. Xong cái anh vừa bước ra cái bà mẹ sao em gọi anh không mất bay đó, nó có nghe rồi em biết em lôi anh em không đó nhầm. Em cút cua cánh bi gì vậy? Em ơi, đừng đi. Xong rồi bà xỉu nữa. Cho con ly nước đường ơi. Nghe mệt quá trời ơi. Khó hở luôn. Ủa xong cái họ cái bà xỉu đục cái ghinh bả vô cái ghế ở trong nè. Đó. Nằm mì. Xong cái bắt cầu mình đi lấy này lấy kia rồi tầm lum tùm la. Có bà nhắn nè. Ủa rồi là ai đang bệnh? Tôi bệnh sắp luôn. Còn bà khỏe như đâu, cuối cùng tôi lo lại cho bà. Các bạn nói anh kể chuyện cảm động mà sao kể thành chuyện hài vậy? Anh diễn tải. Đó thấy không? Mọi người thấy không? Mới vừa ở xong nó vô duyên lắm. Bà có cái điểm cười, điều mà nó đi vào lòng đất luôn á, chứ không phải đi vào lòng người. Cười như mà hắn xe hoặc là xe nó bị gì. Mọi người để ý anh nói, mọi người để ý mối nghiệp của người luôn. Mọi người đại xíu đi, xíu cười cái nào cũng có. Cười bình thường đi trời. Cười bình thường đi. Em cười bình thường coi. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị. Cười vậy nó mới thở. Thấy không mọi người thấy không? Cười kiểu như đó.